Xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh của Chiếc Chè Bông nha. Cả nhà ơi, ngày hôm nay em tuyển 5 cây gốc siêu nụ, giáo siêu nụ, gốc bứng cả nhà. Cây thì cành nhánh rất là xum xuê nha. Hè này là hè chơi Tết nha cả nhà. Cả nhà nhìn nè, cây nè. Nó thùm lùm luôn cả nhà ơi, và củ đế nó đây ha. Đó, đây. Cây này nó hoành là 12, cao là 50 và ngang là 33. Ghép được hai mắt bo ghép cả nhà nhìn đây. Rồi xoay một vòng luôn em. Đó, từ từ nha, nhích từ từ. Rồi, cây này là cây mã số 1, em bán với giá là 370.000, bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó, đây là hàng giảo siêu nụ ghép gốc bứng nha cả nhà. Đó, cây mã số 1, 370.000. Tiếp tục là cây mã số 2. Đó, cây số 2 là một cây tán thông tròn do luôn nha. Rồi, xoay một đều cho cây số 2 luôn ha. Đó, cây số 2 này được cái tán nó rất là xum xê nha cả nhà. Đây, về cái này là ghép được hai mắt bo ghép nha cả nhà. Củ nó thì nói chung là cái cây này thì nó không có củ lắm ha, nói chung là nó chỉ rễ nơm thôi. Rồi xoay một vòng cho cây này nha. Rồi cây này thì em bán với giá là 350.000 nha, bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha cả nhà. Cây mã số 2, 350.000, bên em bao ship. Tiếp tục là cây mã số 3. Wow, cây này quá tuyệt vời luôn nha. Đây, cây này cái củ nó đây ha cả nhà. Rồi, xoay một vòng luôn nha em. Rồi, cây này hoành bao nhiêu đây? Trời ơi, coi cành nhánh nè cả nhà. Hoành của nó là 11, cao là 48, ngang là 45. Cây này 370, bên em bao ship nha. Cái này nếu chúng ta chọn được một cặp thì bên em sẽ giảm giá còn 650 một cặp nha cả nhà. Đó, 650 một cặp, còn nếu một cây lẻ là 370 nha. Rồi, cây này là cây mã số 3, 370. Tiếp tục là cây mã số 4. Rồi, cây mã số 4 là một cái cây củ rất là đẹp nha. Củ nở tròn do luôn đây cả nhà. Đó, đây ha. Em xoay một vòng cho cây này luôn nha. Cây này là hoành bao nhiêu đây? Hoành là 11 củ là 21, cao là 45 và ngang là 28. Cây này giá là 350, bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Cây này là cây mã số 4, 350. Tiếp tục là cây mã số 5. Đây, cây số 5 là một cây cao nha cả nhà. Đó, cây này rất là cao. Rồi, cây mã số 5 này hoành là bao nhiêu đây? Hoành là 13 luôn. Đây, củ nở nha, hoành nè, cái xù luôn nè cả nhà, xù da me luôn ha. Cao nó tới 75 luôn cả nhà. Đó, cây này là 370 luôn, bên em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha. Rồi, ai thích cây nào alo cho vườn mai của Chiếc Chè Bông nha cả nhà. Đây là giống giảo siêu nụ ghép gốc bứng ha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Xin cảm ơn và chào tạm biệt ạ.